bán tải BT50 số tự động một cầu máy dầu mà các bác quan tâm rất là nhiều ngày qua, thì hôm nay em sẽ lên video review chi tiết các bác nhé. Một chiếc xe bán tải BT50 được sản xuất vào năm 2015, máy dầu một cầu số tự động đẹp lên thùng thấp rồi. Và em này là máy số zin đẹp luôn. Biển 14 Hải Phòng với lớp sơn màu xanh xám nhá các bác nhá, xanh xám ạ. Quay trực tiếp vào cụm đèn pha phía trước cho các bác nhà mình, đó là đèn halogen này, đèn sợi đốt này, phía dưới là đèn gầm. Nói về bán tải BT50 thì không cần phải nói quá là nhiều đúng không ạ? Đây là một trong những dòng xe bán tải mà các bác quan tâm nhiều nhất luôn. Ford Ranger hay là Wildtrak hay là BT50 hay là Isuzu D-Max là những cái dòng xe bán tải các bác quan tâm rất là nhiều rồi. Các bác nhìn này, em này nó có chân dài khỏi phải nói rồi, gầm bệ sáng, thoáng, cao, lốp láp dày, la răng thể thao, phanh ABS xi nhan trên gương. 2015 số tự động em đang bán là 458 triệu cho một chiếc xe bán tải BT50 số tự động đẹp đây ạ. Ở trên vô lăng em này có tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này, số tự động này, điều hòa auto tự động cho em ạ. Điều hòa auto tự động luôn các bác nhé. Về dòng xe bán tải thì các bác cứ yên tâm đi ạ. Máy số đại chất luôn, zin đẹp luôn các bác nhé. Đi cực kỳ sướng luôn, hay còn gọi là ông vua địa hình ạ. Trần nỉ nguyên zin này, ông vua địa hình có thể chinh phục được mọi cung đường, mọi nẻo đường nhé. Bút chấm sơn QC nguyên bản đây. Loa chép nhỏ này, hai quả loa to bản này, bệ tì tay chống bỏi, gương kính thì liền đời theo xe cho em. Từng những con ốc này còn zin đẹp luôn, hay sang những con ốc móc khóa này cũng vậy luôn, cũng là còn zin đẹp nhá. Lắc kệ bước chân lên xuống rồi. Một chiếc xe bán tải BT50 lắp ráp trong nước, giá chào bán chỉ có bao nhiêu? 458 triệu còn bớt và còn bao hồ sơ. Khoang hành địa quang hàng ghế thứ hai thì cực kỳ là rộng rãi luôn, với thảm cao su lon dễ dàng vệ sinh cho mình. Ghế da zin nguyên bản này, ngăn cách phần bên ngoài đây là cái phần này là các bác chở gia đình thân yêu nhà mình, và ngăn cách đây là một tấm kính, là khu vực các bác có thể kiếm tiền từ đây để nuôi gia đình nhỏ nhà mình đúng không ạ. Zin đét luôn các bác này, zin đét luôn. Bán tải BT50 2015 458 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm, lên thùng cao rồi, nước sơn màu xanh. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau là có 4 mắt cảm biến va chạm này. Và có cam lùi đầy đủ rồi. Nhưng mà cái thùng này nó cao lắm ạ, so với tầm với của em thì nó không thể mở được cái này nên hơi lặng một chút, em sẽ phép bỏ qua nhé. Thùng thấp thì các bác biết rồi, có thùng là ok rồi, không phải mất tiền làm thùng nữa đâu. Đèn hậu phía sau sáng này, lốp dày này. Một chiếc xe này nói phải lốp thì em nó siêu dày luôn. Na răng phanh ABS đầy đủ cho em ạ. BT50 2015 số tự động đẹp. Quá là ok luôn đúng không ạ? Rộng rãi thoải mái này, công trình công trường, kỹ sư cầu đường, các bác nhìn BT50 các bác mê luôn. Thì các bác là luôn mang đến cho mình một cái chiếc xe phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Hoàn cảnh gia đình và thích những dòng xe như là bán tải chẳng hạn, đi rất là ok nhá, điều hòa mát lạnh này, túi khí an toàn. Ốc nhái không hề vặn mở, máy số zin 100% nhá. Máy số zin 100%. Một chiếc xe BT50 với xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Giá chào bán cho em là 458 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Bác nào đang quan tâm về BT50 thì để lại số điện thoại để em lấy hướng tư vấn này. Vì sao chiếc xe này em không quay máy nào, vì chiếc xe này vừa mới về, máy thì chưa rửa nên là nó hơi bẩn. Quay các bác cũng không thể nhìn kỹ được ốc nhái đâu. Chỉ cần qua lời nói video em quay chi tiết này, các bác sẽ biết rằng đây là máy số zin nhé. 2015 máy số zin BT50, máy dầu một cầu, số tự động đẹp, giá chào bán là 458 triệu. Kết nối Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác nhà mình. Còn bây giờ Hải Dương thì cũng tối rồi. Xin chúc khách hàng nhà mình có một buổi tối ấm áp bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.